Đây là những điều thường hiện lên trong tâm trí khi ta nghĩ về mối quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan. Đó là cuộc tranh chấp lãnh thổ kéo dài trong suốt nhiều thập kỷ. Hai quốc gia này luôn trực tiếp đối đầu gay gắt tại khu vực Kashmir. Nhưng xung đột không chỉ dừng lại ở vấn đề lãnh thổ. Đây còn là cuộc đối đầu giữa hai tôn giáo lớn, Hindu giáo của Ấn Độ và Hồi giáo của Pakistan, với niềm tin rằng đối phương là kẻ thù không đội trời chung. Thậm chí, lãnh đạo cấp cao của hai nước còn sẵn sàng đấu khẩu trên trường quốc tế để hạ thấp nhau. The world today sees them as the epicenter of terrorism. They continuously perpetuate this philosophy, and it's not just for Pakistan, it's for the Muslims in India. We're terrorists whether we're Muslims in Pakistan and we're terrorists whether we're Muslims in India. Tất cả những yếu tố này khiến ta cảm nhận rằng mối hận thù giữa Ấn Độ và Pakistan dường như là vô tận, không bao giờ có hồi kết. Vậy, điều gì đã khiến hai quốc gia này mãi chìm trong hận thù kéo dài hàng thập kỷ? Để hiểu được gốc rễ của vấn đề, hãy cùng quay ngược về thế kỷ 18, trước khi Ấn Độ và Pakistan tồn tại. Đây là Ấn Độ, một vùng đất rộng lớn với đa dạng các tôn giáo, sắc tộc và văn hóa. Trước thế kỷ 18, tiểu lục địa Ấn Độ từng là trung tâm của đế chế hùng mạnh như Gupta và Mughal. Tuy nhiên, kể từ khi đế chế Mughal suy tàn, Ấn Độ không còn là một quốc gia thống nhất, mà đã trở thành một bức tranh ghép đa dạng của nhiều vương quốc độc lập. Mỗi vương quốc được cai trị bởi một vị vương công, sở hữu chủ quyền, luật lệ và văn hóa riêng biệt. Có vương quốc theo đạo Hindu, có vương quốc theo đạo Hồi, có vương quốc theo đạo Sikh hoặc đạo Thiên Chúa. Thậm chí mỗi vương quốc còn nói một loại ngôn ngữ khác nhau như Tamil, Hindi, Kannada, Telugu. Thủ tướng Anh Winston Churchill đã từng nói, Ấn Độ là một thuật ngữ địa lý. Quốc gia này còn chẳng thống nhất hơn những đất nước mà đường Sikh đạo đi qua. Đến thế kỷ 19, những vương quốc thuộc Ấn đã được quy về một mối dưới tay của đế quốc Anh, tạo nên một đế chế gọi là Ấn Độ thuộc Anh. Dù vậy, người Anh không hoàn toàn thống nhất Ấn Độ như bao đế quốc thực dân khác. Họ thực hiện chính sách chia địa trị. Nhiều vương quốc vẫn duy trì sự tự trị nhất định, miễn là họ tuân theo các yêu cầu của đế quốc Anh, như đóng thuế hoặc nhượng lại một phần lãnh thổ. Ước tính, có khoảng 584 vương quốc tồn tại chính thức hoặc không chính thức dưới sự kiểm soát của Ấn Độ thuộc Anh. Song, chính sách chia địa trị của đế quốc Anh được thể hiện rõ nhất qua việc chia rẽ tôn giáo trong lòng người dân thuộc địa. Chính quyền thực dân đã khéo léo chia rẽ xã hội Ấn Độ thành các nhóm tôn giáo theo số lượng dân số. Trong đó Hindu giáo là nhóm đông đảo nhất, còn Hồi giáo đứng thứ hai. Để dễ bề cai trị, người Anh còn gộp các tôn giáo thiểu số có một vài điểm tương đồng với hai tôn giáo chính. Chẳng hạn, người theo đạo Sikh cũng bị xếp chung vào cộng đồng Hindu giáo. Đây là một sự phân loại vô cùng qua loa, phớt lờ sự phức tạp và phong phú của xã hội Ấn Độ, phản ánh sự thiếu hiểu biết và coi nhẹ bản chất sâu sắc của nền văn hóa này. Song ở giai đoạn đó, họ chưa dồn hai cộng đồng tôn giáo khác nhau về những khu vực riêng biệt mà vẫn cho sinh sống cùng nhau. Thay vào đó, đế quốc Anh áp dụng hàng loạt chính sách chia rẽ, như yêu cầu người dân chỉ bầu chọn đại diện từ cộng đồng tôn giáo của mình và thành lập các nhóm chính trị riêng biệt cho từng tôn giáo nhằm kích động sự cạnh tranh và đối đầu lẫn nhau. Sự chia rẽ này đã khắc sâu vào tâm trí người dân thuộc địa về những khác biệt giữa các cộng đồng, đặc biệt là nuôi dưỡng và làm bùng nổ lòng hận thù giữa Hindu giáo và Hồi giáo. Đối với người Anh, đây là công cụ hiệu quả giúp họ củng cố quyền lực và tiếp tục thống trị tiểu lục địa rộng lớn này. Khi phong trào độc lập trở nên mạnh mẽ vào đầu thế kỷ 20, người Hindu và người Hồi giáo ngày càng lo ngại về tương lai của mình trong một Ấn Độ độc lập. Các nhà lãnh đạo như Gandhi và Jawaharlal Nehru của Đảng Quốc Đại Ấn Độ đại diện cho phe Hindu mong muốn thiết lập một Ấn Độ thống nhất. Song phía Hồi giáo lại lo sợ rằng lợi ích của họ sẽ bị bỏ qua trong một quốc gia thống nhất, nhất là khi sự chia rẽ giữa các cộng đồng đã quá lớn do thời kỳ thuộc địa. Vì vậy, dưới sự lãnh đạo của Muhammad Ali Jinnah và Liên đoàn Hồi giáo, cộng đồng Hồi giáo đã kêu gọi thành lập một quốc gia riêng biệt cho người Hồi giáo. Quốc gia đó là Pakistan. Lúc này, sau những tổn thất nặng nề từ Thế chiến thứ hai, người Anh không còn đủ khả năng duy trì sự kiểm soát đối với Ấn Độ thuộc Anh.
đặc biệt là khi các cuộc nổi dậy giành độc lập ngày càng mạnh mẽ vào những năm 1946 và 1947. Kết quả là, vào tháng 8 năm 1947, Đế quốc Anh quyết định trao trả độc lập cho Ấn Độ, đồng thời phân chia nước này thành hai quốc gia riêng biệt: Ấn Độ, nơi đa số dân cư theo đạo Hindu, và Pakistan cho người Hồi giáo. Đó cũng chính là nội dung của đạo luật độc lập Ấn Độ được Quốc hội Anh thông qua. Dù vậy, việc phân chia này lại thiếu sự chỉ đạo rõ ràng từ chính quyền thuộc địa. Không ai thực sự biết quá trình phân chia sẽ diễn ra như thế nào. Người Anh chỉ để lại một tấm bản đồ chia cắt Ấn Độ thành 3 phần: Ấn Độ, Tây Pakistan và Đông Pakistan. Điều này dẫn đến sự phân chia đầy đau thương của các bang Bengal, Punjab và Assam, bất chấp thực trạng phức tạp của cộng đồng dân cư tại những vùng đất này. Trên thực tế, bản đồ được xác định dựa trên các khu vực có đa số dân là người Hindu và người Hồi giáo, cùng các yếu tố khác như vị trí và tỷ lệ dân số. Nếu một khu vực có đa số dân là người Hindu giáp danh với một khu vực khác cũng có đa số dân là người Hindu, nó thường sẽ được đưa vào Ấn Độ. Tuy nhiên, nếu nó giáp với các khu vực có đa số dân là người Hồi giáo, nó có thể bị gán vào Pakistan. Các bang thuộc quyền cai trị của các vương công nằm dọc biên giới buộc phải lựa chọn gia nhập một trong hai quốc gia mới, đồng thời mất đi chủ quyền của mình trong quá trình này. Để đến được hai quốc gia mới, hàng triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa. Người Hindu và Sikh rời khỏi vùng lãnh thổ mới của Pakistan để đến Ấn Độ, trong khi hàng triệu người Hồi giáo từ Ấn Độ di cư đến Pakistan. Cuộc di cư diễn ra trong sự hỗn loạn và bạo lực, khi sự rút lui của chính quyền thuộc địa để lại một khoảng trống quyền lực, tạo điều kiện cho các cộng đồng tôn giáo nổi dậy và tấn công lẫn nhau, dẫn đến cái chết của hàng trăm ngàn người. Ước tính là có khoảng 15 triệu người phải di cư ép buộc, gần 200.000 người cho tới 2 triệu người đã thiệt mạng, gần 75.000 đến 100.000 phụ nữ bị người thuộc các tôn giáo khác bắt cóc để cưỡng hiếp hoặc bị sát hại, bị bán vào động mại dâm hoặc bị ép kết hôn. Gia đình bị chia tán, cộng đồng bị phân rẽ và những vết thương tâm lý sâu sắc đã được hình thành trong lòng dân tộc của cả hai quốc gia, nay lại càng trầm trọng hơn. Sau cùng, sự chia cắt không chỉ đơn thuần là việc phân chia lãnh thổ, mà còn là sự đứt gãy của một quốc gia, một xã hội đã từng sống chung trong hòa bình. Đối với nhiều người Ấn Độ và Pakistan, cuộc chia cắt này là một nỗi đau không thể xóa nhòa, và những ký ức về nó vẫn ám ảnh suốt hàng thập kỷ sau đó. Những vết thương từ cuộc chia cắt đã tạo nên nền tảng cho mối quan hệ đầy thù hận giữa Ấn Độ và Pakistan, và nó đã trở thành một trong những nguyên nhân chính khiến hai quốc gia này mãi chìm trong hận thù. Nếu cuộc chia cắt năm 1947 là nguyên nhân khởi đầu cho mối thù địch giữa Ấn Độ và Pakistan, thì hai tranh chấp về vùng lãnh thổ Kashmir chính là nguồn gốc của những xung đột gay gắt kéo dài suốt nhiều thập kỷ sau đó. Đây là Kashmir, hay đầy đủ hơn là Jammu và Kashmir, một vùng đất có vị trí chiến lược quan trọng nằm giữa Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc, đã trở thành tâm điểm của những tranh chấp không hồi kết giữa Ấn Độ và Pakistan. Khi hai quốc gia này bị chia cắt vào năm 1947, các vùng lãnh thổ nằm dưới quyền kiểm soát của các vương công bản địa được quyền lựa chọn gia nhập Ấn Độ và Pakistan. Hầu hết các bang đều đưa ra quyết định gia nhập một trong hai quốc gia. Riêng bang Kashmir lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, lưỡng lự giữa việc lựa chọn Ấn Độ hay Pakistan. Nguyên nhân đơn giản là do bang này có phần lớn dân cư theo đạo Hồi, trong khi người cai trị bang này là Maharaja Hari Singh lại là một tín đồ Hindu. Ban đầu ông Singh muốn giữ Kashmir độc lập. Tuy nhiên do sự đe dọa từ các lực lượng vũ trang của Pakistan và áp lực từ phía Ấn Độ, ông đã quyết định gia nhập Ấn Độ vào tháng 10 năm 1947. Đổi lại, Ấn Độ gửi quân đội đến bảo vệ Kashmir khỏi phiến quân Hồi giáo. Quyết định này đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh đầu tiên giữa Ấn Độ và Pakistan vào năm 1947-1948. Cuộc chiến kết thúc với sự can thiệp của Liên Hợp Quốc và Kashmir bị chia cắt thành hai phần. Một phần nằm dưới sự kiểm soát của Ấn Độ, được gọi là Jammu và Kashmir, và phần còn lại dưới sự kiểm soát của Pakistan, gọi là Azad Kashmir và Gilgit Baltistan. Tuy nhiên, cả hai quốc gia đều tuyên bố chủ quyền với toàn bộ vùng lãnh thổ này, và cuộc xung đột về Kashmir từ đó trở thành một trong những điểm nóng nhất trong quan hệ giữa hai nước. Cuộc tranh chấp này không chỉ là vấn đề lãnh thổ, mà còn mang nặng yếu tố tôn giáo và văn hóa. Với đa số dân số là người Hồi giáo, nhiều người ở Kashmir cảm thấy rằng họ nên thuộc về Pakistan, một quốc gia Hồi giáo. Tuy nhiên, việc Kashmir nằm dưới sự kiểm soát của Ấn Độ, một quốc gia với đa số là người Hindu,
đã tạo nên sự bất mãn sâu sắc trong cộng đồng người Hồi giáo ở Kashmir. Những cuộc nổi dậy và phong trào ly khai ở Kashmir được hỗ trợ ngầm bởi Pakistan đã khiến khu vực này trở thành một điểm nóng về xung đột trong suốt nhiều thập kỷ. Hai nước này tiếp tục trải qua hai cuộc chiến tranh lớn khác liên quan đến Kashmir vào năm 1965 và 1999, cùng với nhiều cuộc xung đột nhỏ hơn về sau này. Mỗi lần xung đột nổ ra, hàng ngàn người đã ngã xuống, để lại những vết thương tâm lý và tinh thần ngày càng hằn sâu. Hơn thế, cuộc tranh chấp không chỉ gây ra những tác động tiêu cực cho Ấn Độ và Pakistan, mà còn tạo ra mối đe dọa an ninh nghiêm trọng cho toàn khu vực Nam Á. Bởi hai nước đã bị kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang quyết liệt, trong đó có cả Ấn Độ và Pakistan đều dồn sức vào việc phát triển và sở hữu vũ khí hạt nhân, làm gia tăng mức độ căng thẳng và nguy cơ đối với toàn bộ khu vực. Ấn Độ thử vũ khí hạt nhân lần đầu tiên vào năm 1974. Đến năm 1998, nước này và Pakistan đều công bố chính thức về việc sở hữu thử vũ khí hủy diệt này. Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Lake. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device, and a thermonuclear device. The measured yields are in line with expected values. Measurements have also confirmed that there was no release of radioactivity into the atmosphere. These were contained explosions like the experiment conducted in May 1974. I warmly congratulate the scientists and engineers who have carried out these successful tests. We don't want to blindly follow the path of the Indians. And they have tested a bomb again after 24 years. And Pakistan has never done so. We never wanted to do so. But the present test of India has really shaken the balance of power in this region. And we now have legitimate security concerns. The international community need to recognize Pakistan's security concerns. And then whatever we decide will be determined by our national interests, will be determined by our security concerns. Cả hai quốc gia đều chưa sử dụng vũ khí hạt nhân trong xung đột. Nhưng nhiều chuyên gia lo ngại rằng tranh chấp có thể leo thang ngoài việc sử dụng vũ khí thông thường. Vấn đề Kashmir không chỉ là nguyên nhân của những cuộc chiến tranh, mà còn là một yếu tố chính trị quan trọng trong nội bộ cả Ấn Độ và Pakistan. Đối với cả hai nước, tranh chấp Kashmir là vấn đề danh dự quốc gia. Mặc dù đã có những nỗ lực đàm phán và hòa giải, nhưng cuộc tranh chấp về Kashmir vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Cả Ấn Độ và Pakistan đều không sẵn lòng nhượng bộ. Và tình hình ở Kashmir vẫn căng thẳng với các cuộc đụng độ giữa quân đội Ấn Độ và các nhóm nổi dậy. Sự hiện diện quân sự của Ấn Độ ở Kashmir cùng với những biện pháp khắc nghiệt nhằm kiểm soát phong trào ly khai đã khiến nhiều người dân Kashmir cảm thấy bị đàn áp và bất mãn, làm tăng thêm sự hỗ trợ cho các phong trào nổi dậy. Nhìn chung, cuộc tranh chấp Kashmir đã trở thành biểu tượng cho những mâu thuẫn lịch sử, tôn giáo và chính trị sâu sắc giữa Ấn Độ và Pakistan. Ngoài tranh chấp đó, sự lợi dụng của các chính trị gia và đảng phái ở cả hai nước nhằm biến mối quan hệ này thành con bài chính trị để củng cố quyền lực và gia tăng ảnh hưởng cũng là một yếu tố then chốt khiến mối hận thù giữa hai nước kéo dài. Tại cả Ấn Độ và Pakistan, sự thù địch với quốc gia láng giềng thường được sử dụng như một phương tiện để khuấy động lòng yêu nước và giành được sự ủng hộ của người dân. Ở Ấn Độ, việc thể hiện lập trường cứng rắn đối với Pakistan thường được các chính trị gia sử dụng để thu hút cử tri, đặc biệt là trong các cuộc bầu cử. Đảng Bharatiya Janata của Thủ tướng Narendra Modi với chính sách dân tộc chủ nghĩa Hindu đã nhiều lần sử dụng các vấn đề liên quan đến Pakistan để kích động lòng yêu nước và củng cố sự ủng hộ từ cộng đồng người Hindu. Các vụ tấn công khủng bố được cho là do các nhóm vũ trang Pakistan giật dây, như vụ tấn công ở Mumbai năm 2008 đã được chính phủ Ấn Độ sử dụng như lý do để thắt chặt an ninh và tăng cường sức mạnh quân sự, cũng như để biện minh cho các hành động quân sự chống lại Pakistan. We were made to stand in a line and we were shot point blank. Unfortunately, the two guests didn't make it.
chẳng hạn như cuộc không kích Balakot năm 2019. Qua đó, sự thăng tiến của chính sách dân tộc chủ nghĩa Hindu đã làm tăng căng thẳng với cộng đồng Hồi giáo, cả trong nước và ở Pakistan. Tương tự tại Pakistan, quân đội nước này vốn có ảnh hưởng lớn trong chính trị, đã nhiều lần lợi dụng mối đe dọa từ Ấn Độ để biện minh cho vai trò của mình trong chính quyền và chi tiêu quân sự cao. Đồng thời, Pakistan cũng đã sử dụng Hồi giáo làm công cụ xây dựng bản sắc quốc gia, trong đó để tạo sự khác biệt với Ấn Độ và thúc đẩy lòng yêu nước. Chính phủ dân sự của Pakistan thường phải đối mặt với áp lực từ cả quân đội và công chúng để duy trì lập trường cứng rắn đối với Ấn Độ. Điều này đã vô tình kéo nước này vào thế đối đầu với Ấn Độ. Có thể thấy, mối quan hệ căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đã tạo ra một chu kỳ thù địch tự duy trì, khi cả hai bên đều sử dụng mối đe dọa từ đối phương để biện minh cho các hành động quân sự và chính trị của mình. Điều này đã dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang kéo dài hàng thập kỷ, với cả hai nước đều đầu tư mạnh vào phát triển vũ khí hạt nhân và quân sự để đối phó với mối đe dọa từ đối phương. Kết quả là Ấn Độ và Pakistan bị kéo vào một vòng xoáy xung đột không hồi kết giữa hai quốc gia. Từ cuộc chia cắt đầy đau thương vào năm 1947, qua những tranh chấp không hồi kết về Kashmir, cho đến các động cơ chính trị phức tạp ở cả hai quốc gia, tất cả đã tạo nên một mối quan hệ tràn đầy thù hận. Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan là một minh chứng rõ nét cho di chứng kéo dài của thời kỳ thực dân, vẫn tiếp tục ám ảnh và định hình các quốc gia này. Để thoát khỏi vòng xoáy đó, cần có sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận và thái độ của cả Ấn Độ và Pakistan. Nhưng liệu điều đó có thể xảy ra hay không? Hay mối hận thù này sẽ tiếp tục kéo dài mãi mãi?